Quang, Bắc Giang xin được test cặp loa 900C. Và đây là em test chiếc 1 các bác nhá. Em test chiếc 1. Đây, cái lắc này các bác gạt sang bên nó check này. Nó giải test nó sẽ hay hơn. Trùng CD. Nhưng mà xin thưa các bác, cái số CD này cũng không quan trọng đâu, nhưng mà tình cờ là có cặp với trùng CD. Ngọc Quang nói với các bác này, những sản phẩm hàng bãi, bán hàng bãi rất là vất vả, khó khăn các bác. Nhưng đối với Ngọc Quang thì vẫn chiều được các bác. Nhiều bác hỏi yêu cầu hàng bãi phải đạt có được 98% không? Nếu mà 98% thì xin thưa các bác nhé, kể cả hàng mới cứng này em cũng không khẳng định là 98% được. Vì kể cả mới cứng bỏ ra nó vẫn có vết xước là chuyện bình thường. Còn hàng bãi này thì Ngọc Quang đảm bảo với các bác là hàng zin, hàng xịn. Đấy, hàng zin, hàng xịn và độ đẹp, thế thôi. Chứ còn khẳng định phần trăm thì không ai dám chấm nó là bao nhiêu phần trăm. Nhưng các bác nhìn tổng quan như này. Đấy, thì với cái mức tả của những người bán audio kể cả như em, thì em tả cái độ đẹp của lô sản phẩm hàng bãi mà nó được vệ sinh sạch sẽ này thì nó đẹp gần như mới nhé. Nghĩa là nó đạt gọi là 90% hoặc 85% thì nó đã đạt đến gần như mới rồi. Nhưng khi đã được vệ sinh, nhưng đối với những cặp loa mà hàng mới cứng mà các bác để bụi bẩn thì lại không đẹp bằng những cặp loa bãi mà đã được vệ sinh. Đấy, chứ nên các bác cũng không nên cầu kỳ quá, không lên gọi là kỹ quá, yêu cầu đến mức khoảng 95% thì em cũng bó tay. Còn hỏi bao phần trăm em cũng không dám khẳng định. Quan trọng cái độ đẹp. Đây, ví dụ như cặp loa màu em này. Đấy, đây là màu sơn của nó, màu trắng nhưng mà dạng hơi rêu rêu xanh xanh. Đấy, thì bây giờ đánh giá thì nhiều bác đến thì bảo là ui, cặp loa này nó phải đạt đến 98%. Nhưng em nói luôn là không được đâu. Bây giờ biết đánh giá như thế nào là 98, 97 hay 95. Em chỉ cam đoan với các bác là hàng zin, hàng xịn và độ đẹp xuất sắc. Đấy, cái điều đó là quan trọng. Cũng như những cặp loa 2000 hay là 880 đang test để trả các bác. Thì đây, thì gờ đây là anh em lắp à. Tất cả rất là đẹp, như có cái tem này, trông có xước thế này thì đúng là trông mất cảm tình đúng không? Chỉ cần thay cái tem khác là ok, nó long lanh luôn. Đấy, các bác ạ. Đẹp hay không thì vẫn là mình làm ra thôi. Kể cả hàng mới cứng. Đây, ví dụ đây mới cứng. Mới cứng thì nhiều khi vận chuyển hay kể cả lúc họ sản xuất thì cái kiểu gì nếu mà soi thì vẫn phải có vết là chuyện bình thường. Nhưng mà mới này thì hơi khó. Đấy, nhưng mà mới thì cứ nhấc ra khỏi hộp thì nó đạt 97% thôi. Cứ nhấc ra khỏi hộp các bạn. Đấy, gọi là bóc ra. Nhưng mà thôi, tốt nhất không nên đánh giá về nhiều về cái bao nhiêu phần trăm. Quan trọng là độ zin, độ xịn. Và rất cảm ơn các bác khách ở các tỉnh thành đã đặt hàng bên em, đặc biệt là bác Hoàng Kiên đã chốt cặp loa 900C, phải nói là đẹp hết lấc luôn, mỹ mãn. Đây, cầm màn hình trước màn hình các bác đây, bác Kiên, bác ở Hải Phòng, bác đã chuyển khoản cho em này. Và tiếp nữa là một bác khách ở trong thành phố Nha Trang cũng đã chuyển đủ tiền cho em lấy cặp loa BMB2010C. Đây, bác ở Nha Trang, anh Trình ở Nha Trang. Đấy, sau em sẽ test thử cặp loa 2010 và bác Đại ở Hải Dương. Và chiều ngày hôm nay là em sẽ test hai cặp loa 2010C này chuyển về Hải Dương, một cặp và một cặp về Nha Trang. Còn là hai bộ sản phẩm sẽ về thành phố Hải Phòng và một cặp loa này về cho bác Kiên ở Hải Phòng. Rồi thì những cặp loa BB2000, BB2000C cũng hai cặp chuyển ra thủ đô Hà Nội. Thực sự là Ngọc Quang muốn báo cáo với các bác về cái sản phẩm hàng bên em thì đóng liên tục. Và tiện đây em cũng lướt qua để các bác xem. Ngoài này là một cặp loa BMB. Thì đây là cặp loa hàng thu lại của khách. Cặp loa này thì các bác mua ở shop. Nó thêm mấy tem này này. Đấy. Và Ngọc Quang bán rất nhiều cái mã này, giá nó cũng rất là êm ái thôi. Trước đây em bán nó chỉ giá 10 triệu một chút thôi, nhưng bác khách mua cặp loa này đâu đó khoảng 20 triệu.
thì cặp loa này sẽ có giá rất là êm. Các bác mới mua thôi nhưng mà các bác sẽ được sử dụng với cặp loa này với cái giá rẻ lửa tiền luôn đấy các bác ạ. Cho nên là các bác trước khi mua cũng nên cân đối.